lại với cô em. Thì hôm nay shop mình sẽ làm solo giữa battery box on the go và con mình có em coi extensor, xem thử coi là cái chất âm của một cái chiếc loa nhỏ gọn như thế này với một chiếc loa bự thế này xem như thế nào nha. Thì cái con on the go này á, hãng công bố rơi vào khoảng tầm 120W, nhớ không lầm là như vậy. Còn con bên đây á, là 100W. Thì như trên video các bạn có thể thấy là ở phía bên đây chúng ta sẽ có một cái củ loa bass ở giữa khá là to và hai cái đầu jack hai bên. Và con on the go thì cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ có một cái củ loa bass ở phía giữa và hai cái loa jack hai bên. Thì không biết là cái màn driver của cái củ bass và củ jack của con on the go có lớn hơn con battery box Anchor hay không. Đó. Thì cái này để mình xem lại cái thông số nha các bạn. Nếu mà mình không coi được chi tiết thì bây giờ mình chỉ còn bằng cách là mình test trực tiếp xem thử coi là cái loa của Anchor Tensor nhỏ gọn như thế này với là một con on the go dài chắc khoảng 50 á, thì xem coi chất âm và cũng như là cái bass của nó sẽ tới đâu và như thế nào. Rồi ok, cùng đón xem test nha các bạn. Yêu nhau cho đường đau hẳn sâu trong thịt da, có những vết thương còn để lại đời ta, dày vò theo tháng ngày ôm ấp cuộc tình buồn vì ngày đó người đi. Ôi bao năm tháng yêu còn bên nhau rồi xa, có những lúc em ngồi một mình đợi anh, đợi người đi chẳng về, quên mất câu thề. Bỏ lại đây tình ta còn đang rõ xa, giữa bóng tối em ngồi đây buồn khói thuốc, giữa những nỗi đau còn đang kêu thắt trong hồn em cho đời xót xa. Vì nụ hôn còn thiết tha, khói thuốc trắng ly cà phê càng thêm đắng, thắm ngón tay vàng tiếng trái bơi theo thời gian có nhịp quang lạnh, giờ không chết trong em. Oh,
mình đã test cho các bạn xem được là con On The Go và con Battlebox Encore cùng cái mức volume cũng như là cùng cái chế độ Bassboost là level 1, level 2 hay là level 0, bên mình sẽ có để hết nha các bạn. Thì như mọi người thấy là cái con Encore này, cái chất bass nó ra sẽ là dày dặn hơn, nó không có sử dụng bass hơi. Theo như mình khui clip á, thì con On The Go con này là không có sử dụng cái hơi hoặc là cộng hưởng gì hết, một cái cụ bát đánh ra luôn. Thì hôm bữa mình có làm cái clip vui, ai có cái lỗ hơi chứ làm sorry lỗ hơi phía sau mình nhập động, và con này thì nó sẽ có lỗ hơi ở phía trước đó. Thì con này có một cái ưu điểm là khi mà các bạn để sát tường hoặc trong góc á, thì cái hơi nó đánh nó sẽ không bị dội vô tường, nó không có bị ù hoặc là nó bị nghe tiếng khè. Còn con này thì khi các bạn để sát góc hoặc là trong hốc, trong học tủ đó, những vị trí mà kiểu như là trong góc á, thì nó sẽ bị ù dội khá là nhiều. Về cái đánh giá của mình thì con On The Go nó sẽ bắt sẽ không có được về lượng thì nó sẽ nhiều là đúng, nhưng mà về chất lượng thì con Encore này đời mới nó là tân chỉnh lại, cũng như là cái không gian thể tích nó là cái thể tích của nó thì sẽ nhiều hơn, nên là cái bắt nó ra nó sẽ dày chắc và có âm trường rộng hơn. Còn xét về tổng thể tất cả thì mình vẫn thích con Encore Tensor hơn, thì chắc chắn là cũng nhiều người sẽ thích hơn. Thứ nhất là nó là gọn, cái thứ hai á là tiện di động sách đi chơi, chất kiểu để phù hợp với tất cả các mọi thể loại như con trai, con gái, người lớn, người già, người trẻ đều được hết. Còn con này thì nó hơi nặng một tí xíu ha. Nói gì nói thì cái con Battlebox On The Go này xét đi xét lại thì cái công suất nó vẫn lớn hơn 20W so với con này. Thì đây là cái nhu cầu tùy mỗi người, thì nó cũng không mắc hơn bao nhiêu. Con này thì hiện tại chưa có giá bán chính thức tại Việt Nam. Theo mình đoán thì dự kiến đâu đó rơi vào khoảng tầm là 7 đến 8 triệu chúng dao động khoảng đó thôi, còn hơn nữa là bỏ nha các bạn, hơn nữa là bỏ thôi. Còn con này hiện tại là giá, nếu mà một số seller bán có thể là 7 triệu mấy hoặc là 8 triệu rưỡi, nhưng mà được sẽ tặng kèm 2 cái mic. Còn cái này mà cái bản mà tặng kèm 2 mic nó sẽ mắc hơn và cái dung lượng pin nó sẽ cao hơn. Con này pin á nó chỉ có 6 tiếng thôi, nhưng mà cái bản mà có mic thì sẽ cao hơn là 10 tiếng. Nhưng mà các bạn nên xem lại là 10 tiếng nhưng mà nó phải phục vụ cái wireless cho 2 cái mic, nó sẽ phụ thuộc khá là nhiều. Rồi. Thì đây là cái phần mà đánh giá sơ lược về cái con On The Go và Encore Tensor. Mình có đưa ra một số cái để mọi người thấy được là con nào nó tốt hơn, ưu điểm chọi hơn, và con nào nhược điểm chọi hơn thì các bạn tự chọn thôi, tùy vào cái nhu cầu cũng như là mục đích sử dụng của các bạn là như thế nào, cái đó mới là quan trọng. Nhiều người thì thích lớn mua con này về nghe sâu cái xíu và không chịu mua con này, và nhiều người thích bass tốt thì mua con này, nhiều người thì nghe bass mịn miệng mua con này. Thì nói chung là nó phải phù hợp với cái gu cầu, chứ không thể nào mà mình thấy mình nói sao thì các bạn mua vậy không nha các bạn. Cái này là mình chỉ dựa trên cái đánh giá khách quan là những ưu nhược của mỗi con sẽ nêu ra, còn lựa chọn của các bạn nha. Rồi ok nha mọi người, thì hôm nay mình xin kết thúc video tại đây. Nếu mà các bạn cần mình solo hoặc test như thế nào nữa thì cứ inbox comment phía bên dưới, bên mình sẽ cố gắng làm clip sớm nhất có thể nha các bạn. Thì bên mình cũng có rất là nhiều clip đang chờ phải lên. Chắc chắn các bạn một điều là cái con Encore Tensor này khi nào mà có dịp có người hát hay á thì bên mình sẽ làm clip test mic, test loa thử nha, có nghĩa là test cái mic đó trên cái loa Encore Tensor này xem nó như thế nào, hát có tốt hay không, reverb có tốt không, chỉnh hay cho bass mic check các kiểu, là nó có hay hay không, có hút hay không nữa. À, có bắt được hay không với người hát như thế nào, thì mình sẽ làm clip test riêng mic cho cái con Encore này. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã xem video này.